Chào các bạn đã cùng nhau quay trở lại với Given và đây là hỏi đáp số thứ 30. Hôm nay mình lại tiếp tục một mình và chúng ta sẽ giải đáp những câu hỏi trong tuần vừa qua mà các bạn đã đặt ra cho bọn mình. Nếu như các bạn đang rất là thắc mắc về cái case máy tính hay là mình tự tạm gọi là một cái case mini PC ở kế bên thì lát nữa chúng ta cùng nhau nói một cái câu có liên quan đến cái case này. Còn bây giờ thì xin mời. Một câu hỏi của một bạn mang tên là Phát Ly thì bạn có hỏi mình á là năm ngoái mua 1070 có 2 triệu năm mà thôi, bây giờ bảo hành một tháng mà dùng được đến năm nay rồi, có nên bán để qua mấy con như là 1650 hay là 1650 Sup hay không, vì mình vừa mua CPU hết tiền rồi ạ. À, mình hiểu, tức là hiện tại bạn này đang mua một con card cũ chỉ có bảo hành một tháng và hiện tại đã xài từ hồi năm ngoái tới năm nay, bây giờ vẫn ngon, tức là vẫn còn sử dụng được bình thường đấy, và bạn đang lo lắng á, là cái con card này nó sẽ hơi bị chết hoặc là hư bất cứ lúc nào, thì có nên chuyển vào một con 1650 hoặc là 1650 Super mới bây giờ để xài cho nó ổn định hơn hay không. Thì mình nghĩ là cái câu chuyện này chắc là cũng nhiều anh em đắn đo, tức là bạn sẽ sử dụng đồ cũ nhưng mà hiệu năng cao hay là đồ mới nhưng mà hiệu năng thấp, tại vì cái giá tiền của các bạn á, các bạn chỉ có ngần ấy thôi, nó không có một cái sự lựa chọn trung hòa cho cả hai. Thì ở đây á, mình đoán nha, do là hiện tại con card của bạn nó cũng chưa có vấn đề gì cả, cũng chưa có một cái dấu hiệu gì hết nó rõ ràng hay là cụ thể về cái việc là nó chuẩn bị tèo, chuẩn bị hư. Và với mình á, kinh nghiệm của mình thì mình thấy á, là card đồ họa nếu như mà được sử dụng đúng cách, tức là sử dụng như một cái con card đồ họa bình thường dành cho end user á, tức là các bạn chỉ mở lên để xem phim, để chơi game hàng ngày từ khoảng 5 đến 8 tiếng đi chăng nữa, nó cũng không có vấn đề. Trừ khi card ở đây mà chúng ta bào quá, chúng ta sử dụng card để làm trâu vân vân á, thì khi đó mới có cái vấn đề là ảnh hưởng đến card đồ họa và nó sẽ bị hư hỏng sau thời gian. Cho nên là mình nghĩ là con 1070 của bạn hiện tại, nếu như mà cái nguồn hàng trước đó bạn mua là một nguồn hàng uy tín và người ta có nói rõ là con card này trước đó được dùng để làm gì, thì bạn cứ dùng thôi, không nhất thiết phải đổ ra những con 1650 này kia đâu. Tại vì nếu mà so sánh sức mạnh á, thì con 1070 nó out so với lại con 1650 sức nhiều lắm nha. Bây giờ mà đổi qua thì nhiều khi là bạn không chơi được những cái game mà bạn muốn đâu. Thì với mình nha, sự lựa chọn của mình thì mình vẫn sẽ để nguyên, thì mình sẽ không bán đi. Câu hỏi thứ hai của một bạn mang tên là Huỳnh Trí Vinh thì bạn có hỏi là chơi Given, cho em hỏi là GPU và CPU dùng nhiều sau một thời gian có bị xuống cấp không? Em mong được lên sóng, cảm ơn Given. Hiện tại thì cái câu này mình nghĩ á nha, cũng giống như câu 1 mình đã có trả lời một ý rồi á, là đối với CPU hoặc kể cả là GPU mà bạn dùng đúng với cái chức năng của nó như một cái thiết bị dành cho end user, tức là dùng để chơi game, làm việc một ngày 5 đến 8 tiếng thôi thì chẳng có vấn đề gì cả. Rõ ràng bằng chứng là các bạn thấy nha, hiện tại có rất nhiều những bộ máy sử dụng những con CPU rất cũ và chạy vẫn rất ngon, và thậm chí là hiện tại nhà mình cũng vậy, mà đang sử dụng một con i7-3770 và các bạn biết là cái khoảng thời gian mà nó ra mắt tính tới thời điểm hiện tại mà mình còn mua lại rồi dùng trong những năm gần đây á, thì nó là rất lâu rồi, nó gần đâu đó khoảng 10 năm, đúng không? Thì thành ra mình nghĩ là nếu như sử dụng như một cái thiết bị bình thường, nó không có phải như là sử dụng làm trâu cày 24/24 với max hiệu năng mỗi ngày á, thì mình nghĩ là cái độ bền của nó cũng sẽ rất lâu. Vậy nên là đối với CPU và GPU á, mình nghĩ là bạn cũng không cần quá lo lắng. Nhưng mà chẳng qua là nếu như trong quá trình mà bạn sử dụng á, thì bạn cứ cố gắng vệ sinh thường xuyên giúp mình, chẳng hạn như là card đồ họa thì có thể tháo ra tra keo lại ở trên con GPU chẳng hạn, hoặc là CPU thì có thể là tra keo tản nhiệt lại cho nó, hoặc là vệ sinh nguyên cái thùng máy. Thì mình nghĩ là với cái giải pháp đó thì kết quả sử dụng nó cũng sẽ rất là lâu bền. Câu hỏi của một bạn mang tên là Đức Nguyễn thì bạn có hỏi là cho em hỏi lý do vì sao i3 thế hệ 10 khỏe hơn i5 thế hệ 7, điển hình là con i5-7400 nhưng sao giá của i5-7400 vẫn đắt hơn con i3-7. Ok, nói như thế này ha, bạn đang so sánh một cái sản phẩm vẫn đang còn bán trên thị trường, mình tạm gọi là đồ mới, và một cái sản phẩm cũ. Ok, thì cái sản phẩm mà đồ mới đó thời điểm hiện tại nó được quy định giá bởi các đại lý với nhau, cũng như là được quy định giá bởi nhà phân phối ha. Chúng ta sẽ không có những cái mức giá quá là chênh lệch giữa các đại lý và cũng như là các cái nhà phân phối cung cấp hàng. Còn bạn đang lại so sánh với một cái hàng cũ á, thì hàng cũ cái mức giá của nó sẽ được quy định bởi người bán, người ta muốn bán bao nhiêu là người ta bán. Thành ra là cái mức giá của con i3 thế hệ 10 và con i5 thế hệ 7 chắc chắn có chênh lệch. Và thêm một cái lý do nữa, đó chính là mình nghĩ nha, đây cũng là một cái lý do nó mang tính chất là thông tin chủ quan của mình thôi, nhưng mà có vẻ như là cái cách làm marketing trước đó chúng ta đã truyền thông rằng là i5 sẽ luôn luôn mạnh hơn i3, rồi i7 sẽ mạnh hơn i5. Nó từ đó dẫn tới một cái câu chuyện là người dùng họ không biết, và khi mà họ build những cái bộ máy tính cũ thì chỉ cần cái người bán, người ta chỉ cần nói là đây là một con CPU i5 nó sẽ rất là mạnh, thì người ta sẽ mường tượng được trong đầu luôn, người ta sẽ mặc định là con i5 này là nó mạnh hơn con i3 đó. Vậy nên là cái mức giá con i5 có thể nó cũng sẽ cao hơn so với lại con i3. Vậy nên mình nghĩ là thời điểm này nếu mà anh em có đi mua PC
taxi á, thì lựa mua một số những cái trung tâm hoặc là một số những cái đại lý bán có uy tín chút xíu. Và với mình thì mình thấy là điểm hiện tại nếu mà là chơi game nha, bạn có lấy một con i3-10105F và một con H410 hoặc H510 là đủ để bạn có thể chơi rất nhiều game rồi. Có hỏi một bạn tên là Dương Đặng, thì bạn có hỏi là: chào GVN, cho em hỏi là em thay từ Intel sang AMD, tất nhiên là có thay cả main, thì có cần cài lại Windows hay là không? Thực tế thì bạn không cần cài lại Windows, máy của bạn nó vẫn sẽ chạy, vẫn sẽ sáng và vẫn sẽ boot được vào Win. Tức là chỉ cần có một cái phần vùng boot ở trong cái SSD hoặc là HDD của anh em thôi, thì cái Windows nó sẽ tự động nó nhả vô đó và nó lấy. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó chính là nếu như bạn đã thay đổi cả CPU, tức là cả main đúng không, thì mình vẫn khuyên các bạn nên cài lại Win đi. Tại vì nó sẽ tránh được một số những cái tình huống anh em bị xung đột driver ở trong cái file hệ thống. Thay vì đó là một số những cái tệp file 4K nó rất là nhỏ ở trong đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình mà anh em sử dụng lâu dài. Vậy nên là nếu như đã có thay CPU và main thì cũng thay luôn cả Windows giúp mình. Có một bạn mang tên là Rob Kisaka có hỏi là: GVN cho em hỏi là bật Ray Tracing trên laptop đã tốt chưa? Vì em nghe nói là Ray Tracing cần cấu hình rất cao, em cảm ơn. Đúng á, Ray Tracing thì thực tế là cần cấu hình rất cao. Tuy nhiên thì mình thấy là qua rất nhiều những cái đợt cập nhật driver và ngay thời điểm hiện tại, kể cả là cái sức mạnh của con CPU cũng như là GPU ở trên laptop thời điểm hiện tại nó đều rất là mạnh so với lại hồi trước rồi. Điển hình như một số những con RTX 3050 trên laptop thời điểm gần đây, hoặc là bạn có thể mua lên những con như là RTX 3050 Ti hoặc là 3060 chẳng hạn cho laptop, thì nó cũng đã đủ để bật Ray Tracing rồi. Mình có test qua với rất là nhiều game, chẳng hạn như là Battlefield 5 hoặc là Cyberpunk 2077, thì mình thấy là cái hiệu năng của những cái GPU RTX 3000 series ở trên laptop hiện tại nó đã đủ sức gánh cho Ray Tracing rồi. Đương nhiên là cái mức thiết lập đồ họa hay nó cũng còn tùy theo cái cấu hình của các bạn, nhưng mà với mình thì mình nghĩ là thời điểm hiện tại trải nghiệm Ray Tracing laptop là đã ok. Câu hỏi cuối cùng của một bạn mang tên là Thiên Thần Biến, thì bạn có hỏi là: cho em hỏi là PC nhỏ ITX với lại PC thường khác nhau như thế nào và nên dùng loại nào? Ok, đây đây là một cái cây mini ITX điển hình ha. Thì chúng ta cùng nhau nói về cái câu chuyện đó, nó khác nhau ở chỗ nào và cũng như là giá thành và hiệu năng của nó thì khác nhau như thế nào. Với mình á, mình thấy là những cái cây mini ITX hoặc là những cây mini PC như thế này á, cái vấn đề khác nhau lớn nhất của nó đầu tiên đó chính là về cái phần sản xuất linh kiện. Nó sẽ không có nhiều linh kiện như là những cái cây với cái tiêu chuẩn bình thường. Tại vì các bạn biết là đối với những cái loại này nè, thì nó sẽ có một cái tệp người sử dụng rất ít so với bình thường. Ví dụ bình thường các bạn sẽ thích những cái cây nó to bình thường hoặc là nó càng lớn càng tốt, nhưng mà rất ít ai thích những cái cây nó nhỏ nhỏ như thế này, đúng không? Và thêm vào đó, bởi vì nó sản xuất ít nên là cái giá thành của nó cũng sẽ có phần cao hơn so với những cây bình thường. Và tiếp theo là đối với những cái cây mini ATX như thế này thì cái phần hiệu năng của nó chắc chắn cũng sẽ có giảm thiểu hơn so với một cái cây lớn. Tại vì các bạn thấy là rõ ràng ha, chúng ta có một cái cây ví dụ kích thước nhỏ như này đi, thì thay vì các bạn như bình thường các bạn lắp được một con cạc 3 fan thì nay các bạn chỉ lắp được một con cạc 2 fan thôi, tức là nó bị ngắn hơn đúng không, thì nó mới lắp vừa vô cây này. Thành ra là về hiệu suất tản nhiệt của GPU thôi, các bạn cũng đã thấy là đó là một cái sự chênh lệch rồi. Và vậy nên nếu kéo theo tất cả những cái ý trên, các bạn sẽ thấy là đầu tiên phần linh kiện sản xuất sẽ ít hơn bình thường, thứ hai giá bán sẽ cao hơn, và thứ ba là hiệu năng cũng sẽ thấp hơn. Nhưng mà tuy nhiên đó là một cái câu chuyện về sự lựa chọn thôi đúng không. Các bạn lựa chọn những cây mini như thế này thì các bạn cũng sẽ phải chấp nhận được những cái mà nó có và đánh đổi. Nó không phải là một cái điểm yếu của những cái cây mini ATX, tại vì nó vẫn có những cái lợi thế riêng. Chẳng hạn như các bạn thấy là đây, một cái cây như thế này nó rất là gọn nhẹ, và bản thân bọn mình đây là một cái cây mà do đội GVN Modding bọn mình làm và thực hiện nó. Tức là bọn mình tự làm nên cái cây, tụi mình tự làm nên cái khung kính, rồi tự làm nên tất cả mọi thứ luôn. Nó rất là chỉnh chu, và bọn mình cũng chế luôn một cái tay cầm ở ngay chỗ này và một cái màn hình rời đây như này, thấy không? Thì mình có thể gập cái màn hình lại nè, rồi có thể xách cây này đi và đi bất cứ đâu bọn mình muốn. Thì đó cũng như là một cái lợi thế của một cái cây mini ATX chẳng hạn. Hoặc là các bạn nào mà muốn chỉ đơn giản là show off bản thân, đúng không, các bạn muốn có một cái cây nó gọn nhẹ đặt trong nhà nhìn nó dễ thương, thì đó cũng là một cái lợi thế. Và nên mình nghĩ là ở đây cái câu chuyện là nên chọn cái nào á thì nó tùy theo cái nhu cầu của bạn thôi. Bạn thích cái gì? Bạn thích một cái cây nó bình thường đúng không, có hiệu năng tốt rồi giá thành bình thường, thì lấy một cái cây máy tính bình thường. Còn nếu như bạn thích một cái sản phẩm nó độc dị, nó lạ một chút xíu, thì đừng quên là GVN cũng có bán những cái loại này, và bản thân đội GVN Modding cũng có làm được những cái cây tương tự như thế này. Thì đó là tất cả những câu hỏi trong tuần vừa qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi GVN Hỏi Đáp số thứ 30 Season 2. Và đừng quên là GVN Hỏi Đáp sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau. Hiện tại thì nó sẽ là mỗi ngày cho những số livestream vào lúc 17 giờ hàng ngày nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ GVN trong những thời gian vừa qua. Nếu các bạn thấy video này hay, giúp bọn mình để lại một cái like để cho YouTube đưa cái video này ra ngoài trang chủ cho nhiều người cùng thấy hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.